Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Và trong video này á, không để các bạn chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cài đặt cái bản mod người khổng lồ xanh Hood mà trước đó mình đã có quay những cái video test thử cho các bạn xem á. Thì đây là cái video mà trước đó mình đã quay test thử cho các bạn xem á. Các bạn thích á, thì cũng đừng quên click nút like để mà chia sẻ video cho mọi người ha. Em được, siêu xe. Siêu xe. Đó thì các bạn thấy là đối với cái bản mod người khổng lồ xanh này nè, thì chúng ta có thể là có cũng được một cái sức mạnh rất là lớn ha. Chúng ta có thể là nhấc cả cái xe hoặc là bay lên trên không. Thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt cái bản mod này. Và nếu mà các bạn thấy cái video của mình hữu ích á, thì đừng quên click vào nút like. Nút like đây nè ha, để mà chia sẻ với mọi người ha, và đó cũng là cái động lực để mà mình làm ra những cái video mới nó hay hơn á. Ok, thì đầu tiên á, các bạn vào cái trang google.com ha, các bạn tìm kiếm với cái cụm từ là mod host GTA 5. Ok chưa? Thì các bạn sẽ thấy được cái trang blogpost như thế này. Cái trang blogpost như thế này ha. Đây mình tìm kiếm lại cho các bạn xem. Nè, cái trang blogpost này nè, nó để GTA X nè. Rising đúng không? Các bạn click vào đây. Thì cái bản mod này là do một cái anh ở bên nước ngoài làm ha, và mình lên mình xem hướng dẫn và mình đã cài được thành công. Thì mình muốn chỉ là cho tất cả các bạn để mà các bạn cài đặt vô chơi cái game GTA 5 nó hay hơn á. Chứ mà có cái mod này vô chúng ta chơi nó dễ hơn và nó vui hơn á. Thì các bạn vào cái trang này, đầu tiên là tải cái hood rip ở đây. Download đây ha. Đây các bạn có thể là chọn vào cái đây nè. Nó sẽ ra cái trang media. Thì chúng ta tải được cái file zip này. Cái file zip nè. Thì đây là cái nguyên liệu. Nè, đây là cái file zip mà sau khi tải về ha. Mình đã tải sẵn hết trơn rồi. Mình tải sẵn hết trơn ha. Thì đây là cái file zip nè, mình chỉ cho. Thì các bạn click download ở đây là được cái file zip ha. Xong rồi mình tắt cái tab này đi. Là được một file đúng không? Tiếp tục là các bạn đóng cái trang này đi. Tiếp tục là các bạn tải cái riphost.net nè. Riphost.net ha. Download về ok. Đây nè, cái riphost.net của mình nè. Đúng chưa? Là hai file ha. Tiếp theo là các bạn tải cái host này nè. Đây là cái mod giao diện, cái mod mà giao diện của nhân vật host á. Thì các bạn đây, click đây để tải. Đó. Tải về ha, thì mình tải sẵn hết trơn rồi nè, mình tải sẵn đủ mấy file nè, tổng cộng là 6 file ha. Mình quay lại cho mình chỉ từng bước cho các bạn dễ thao tác á. Tiếp tục là các bạn tải ở phía bên dưới này nữa nè, đây ha, đây một file nè, đây một file, ở đây một file nữa. Ok chưa? Thì sau khi tải xong 5 file này á, thì các bạn sẽ được 5 cái file zip như thế này nè, 5 cái file zip. Còn cái này là cái gì? Cái này là cái phần mềm mà mình tạm dịch, nó là cái phần mềm Open 4 GTA 5 ha. Dota 5, các bạn search trên trang Google á, thì đây nè. Open 4 này là cái phần mềm dùng để mà mở ra những cái giao diện trong cái game GTA 5 á, thì mình chỉ dịch đơn giản vậy thôi. Ok, các bạn download về ha. Thì tổng cộng bộ nguyên liệu chúng ta để mà cài đặt được cái mod host á, nó bao gồm 6 file như thế này nè. Đầu tiên á, các bạn sẽ chạy cái file này, là cái file Open 4 á, run lên ha. Rồi các bạn chọn tiếng Anh ha, continue, fcat ha. Rồi cài đặt vào OC, thì cứ việc lít nét 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 tới thôi. Ở đây mình cài rồi, mình không cài lại ha. Thì sau khi cài xong á, các bạn search Open 4 á, nó có cái biểu tượng như thế này nè, hoặc là nó sẽ xuất hiện ngoài desktop luôn. Đây là như thế này nè, các bạn mở lên. Đó, các bạn mở lên nó được giao diện như thế này đúng không? Đây mình chọn GTA 5 á, mình đang chơi trên Windows thì chọn Windows. Bữa nay cái giọng của mình là do bị bệnh á, bởi vì mình nói nó hơi đuối ha. Thì các bạn cũng thông cảm. In this video, we will show you how to work with G. Ok, thì các bạn cài được xong cái phần mềm này đúng không? Mở lên thì nó được như vậy nè. Rồi tiếp tục các bạn tạm ép xuống đi. Tạm ép xuống.
Sau đó quay lại cái thư mục mà cài đặt game GTA trước đó. Trước đó là mình cài cái GTA vô cái OE đúng không? Thì mình vào nè. Rồi cái thư mục cài đặt ha. Các bạn tạo ra cái folder. Tạo ra cái folder ha. Đặt là mod. Mod. Ok chưa? Đặt là mod ha. Nhưng mà ở đây là mình tạo rồi nè. Mình tạo rồi cái thư mục mod nè. Đó, các bạn vào đây. Mới tạo thì cái thư mục nó chưa có hai cái file này ha. Các bạn sẽ copy hai cái file này nè. X64G với X64V. Hai cái file này ở đâu? Hai cái file này nằm ở ngoài này nè. Này các bạn xem ở ngoài cái thư mục game á. Nó có nè. X64G nè. Nè thấy không? Với X64V nè, các bạn copy hai cái file này vô trong cái thư mục mod. Nó mình hướng dẫn từ từ đó cho các bạn dễ ha. Các bạn copy vô đây sẽ được hai file như thế này. Đúng chưa? Đó, sau khi xong rồi á. Xong copy xong được hai file vậy đúng không? Các bạn quay lại cái thư mục nguyên liệu nè. Thư mục nguyên liệu của chúng ta nè đúng không? Các bạn giải nén cái riphood.net ra. Double click vô. Đúng không? Các bạn copy hết mấy cái file này nè. Copy hết mấy cái file này ha. Hoặc là kéo qua cũng được nữa. Nè, mình sẽ chỉ thao tác đơn giản nè, mình kéo nhỏ nhỏ lại cho các bạn xem. Thì đây là cái thư mục cài đặt của cái game GTA nha. Các bạn kéo hết mấy cái file qua đây. Nè, kéo qua đây nè. Đó, nó sẽ báo là copy qua đó. Nhưng mà mình đã tồn tại rồi thì mình dán đè lên luôn ha, dán chồng lên. Đó. Ở đây là nó báo lỗi không cho mình, không có cho mình copy. Là do mình đang mở cái game. Mình đang mở cái game ở đây ha. Nè, mình đang mở cái game bởi vì nó không có cho mình copy. Thì các bạn chỉ việc copy tương tự vậy thôi. Copy vào ha. Vậy là xong một bước. Tiếp theo là cái host nè. Cái host các bạn cũng làm tương tự vậy. Kéo qua cái thư mục cài đặt ha. Nè, kéo qua thư mục cài đặt. Thay thế nó. Nó cái host này thì mình kéo qua được nè. Đúng không? À, còn cái kia kéo không được là do cái game mình đang mở ha. Còn cái host này là do ở trong này mình chưa có ấy á. Mình chưa có chọn cái giao diện của cái con nhân vật host. Vì vậy copy qua ok ha. Tiếp theo là còn ba cái file này. Ba cái file này. Thì đối với cái file này nè. V2 nè đúng không? Và các bạn để ý cái tên này nè. Thì các bạn mở lên. Mở cái file TXT này lên. Nè. Mở lên. Thì chúng ta copy cái đường dẫn này nè. Copy ha. Vào cái trình duyệt. Dán vào đây. Đó. Thì nó chỉ cho mình cái đường dẫn nè. Mở cái Open 4 lên đúng không? Nè. Thì mình mở Open 4 lên nè. Đúng chưa? GTA 5. Nè. Đường dẫn GTA 5 nè. 64E. Đúng không? 64E thì chúng ta chọn 64E. Rồi. 64E. Nè. Đúng chưa? Rồi thư mục model này đúng không? Đó. Nè, CG email đúng không? Nè. Đó, và các bạn chọn UM nè, UMI nè đúng không? Thì các bạn chọn UMI nè. Thấy chưa? Chọn vào. Sau đó các bạn nhấn edit nút. À, edit more chứ edit more đúng không? Yes. Đó. Xong rồi đúng không? Các bạn nhấn xong rồi đó. Các bạn quay trở lại chỗ này nè. Chỗ cái file mà có cái file TXT nè, các bạn kéo qua. Kéo qua. Đó. Kéo qua. Rồi là nó sẽ tự động báo thành công. Còn ở đây mà mình báo thành không thành công là do mình đang mở cái game ha. Thì các bạn chỉ việc kéo vào vậy thôi. Ok ha. Sau đó chúng ta sẽ tắt đi. Tắt đi. F này xuống. Tắt đi. Đóng tab ha. Còn hai cái file này, hai file này thì các bạn mở lên ha, mở file này lên. Này cái file readme nè, các bạn mở lên. Thì nó có cái đường dẫn. Này nó có cái đường dẫn nè, đúng không? Mod. Này cái đường dẫn nè. Thì các bạn mở cái Open 4 lên. Đúng chưa? Kéo lên đây. Các bạn chọn lại cái thư mục mod. GTA 5 ha. Thư mục mod là mod nè. Đúng không? X64G nè. Level nè. GTA 5 nè. Generate nè. Là chọn ở trên cùng ha.
Đó, rồi các bạn kéo hết mấy cái file này vô. Chừa cái file tt lại ha, kéo hết vô đây. Đó. Các bạn kéo hết vô đây. Ở đây là do mình không có kéo vào được, là do mình đang mở cái game ha. Mình gấp nãy quên tắt game. Mình quên tắt game thì các bạn cứ kéo vào bình thường thôi. Đó, xong rồi đóng cái file này lại. Đóng file này lại, tiếp tục với cái file model như này ha. Mở lên. Cũng làm cái thao tác như Trang vậy đó, kéo hết mấy cái file này vô. Kéo hết mấy cái file này vô vô trong này luôn ha, tại nó chung đường dẫn thì các bạn kéo hết vào đây. Đó, thì nó tự động nó copy vô. Còn ở đây là nó báo lỗi là do mình đang mở game, hay mình xin nhắc lại là do mình đang mở RAM đây ha. Mình làm biến tắt thôi. Sẵn mình vô mình test cho các bạn xem luôn để mở RAM lên tới lui nó lâu á. Thì chỉ việc copy như là xong rồi đó. Vậy là chúng ta cài đặt xong cái rip, cái bản mod, cái nhân vật host rồi đó. Vậy là chúng ta vào game để chơi thôi. Nó rất là đơn giản ha. Còn nếu mà bạn nào biết tiếng Anh á, thì các bạn có thể là theo dõi cái bài viết của cái anh này nè. Anh hướng dẫn cũng rất là chi tiết ha. Thì cũng các bước cũng giống như mình vừa hướng dẫn cho các bạn thôi. Thì nếu mà bạn nào mà muốn chơi cái bản host á, thì phải làm tương tự như vậy đó. Nó mình thấy nó cũng khá dễ ha. Đầu tiên là tải cái bộ file về. Đầu tiên rồi. À, đầu tiên là phải tải cái 6 cái file này về nè. Thì nếu mà các bạn muốn thì mình nén cái bộ file này lại, nén thêm một lần lại cho các bạn tải về cũng được nữa. Nhưng mà mình sợ là sau cái thời gian này, sau thời gian sau có thể là những cái bản mod này nó được update á, nó được update lên á, thì các bạn tải trong cái thư mục mình nó sẽ không hay lắm. Vì thế mình chỉ cho các bạn trên cái bài viết này luôn. Tại vì trên cái bài viết này là anh này anh, ví dụ như anh có cái bản mod mà mới đúng không, có cái update mới á, thì anh sẽ để lên đây luôn. Các bạn có thể là tải về nó được cái bản mới á. Còn ví dụ như mà mình nén lên thầy cái này thành một cục đi, rồi các bạn về các bạn tải được 6 file này đi, nhưng mà sau này nó là cái bản cũ rồi nó không hay. Ok chưa? Thì mình muốn chỉ cho các bạn là lên cái bản chính thức á để mà tải về nó hay hơn. Ok, còn sau khi mà làm xong các bước của mình á là các bạn cài đặt cái bản mod thành công rồi đó. Bây giờ mình sẽ vào game để mà test cho các bạn xem ha. Đó, thì vào game nè. Thì nhân vật nó cũng bình thường thôi. Thì để bật được cái bản mod lên á thì các bạn bấm phím Ctrl N ha. Rồi các bạn chọn grip, hút grip đó thấy không? Hút grip mod đó V1.2.2 đó. Các bạn chọn. Ok chưa? Rồi chọn ở trên nè. Sẽ kích hoạt được cái bản mod. Đó. Còn để mà thay đổi cái giao diện thì các bạn chọn dưới này nè. Sử dụng cái giao diện này đúng không? Ở đây là giao diện của con quái vật nè. Chúng ta bỏ qua giao diện quái vật đi nữa, thế hình người lại đúng không? Còn ở trên này nè, sử dụng cái giao diện của con ấy nè, con người khổng lồ xanh nè. Đó. Muốn tạo ra một cái người khổng lồ xanh thứ hai thì các bạn chọn trên nè, đúng không? Create nè, create host nè, đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra được một cái con khổng lồ xanh mới. Đó. Thì cái cách chơi nó cũng giống bình thường thôi. Ví dụ như các bạn muốn nhấc xe lên đó thì các bạn nhấn phím E ha. Giữ phím E. Đó. Rồi chuột trái là chúng ta ném. Đó. Còn phím T là hút ha. À phím T nè. Đó. Đây là phím T ha. Đó. Đó. Thì như vậy là mình trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách cài đặt cái bản mod host thành công 100% ha. Và các bạn thấy cái video mình hữu ích á thì đừng quên nhấn vào nút like và nút share để mà chia sẻ với mọi người ha. Thì ngoài ra các bạn cũng đừng quên là click vào cái nút đăng ký để mà theo dõi những cái video mới. Hoặc là để lại những cái ý kiến ở bên dưới nếu mà các bạn gặp khó khăn khi mà cài đặt cái bản mod này ha. Mình sẽ rảnh á thì mình có thời gian mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ok, thì chắc mình sẽ tạm dừng cái video của mình ở đây quá, tại vì bữa nay mình còn bị bệnh, đau cổ họng quá, không có nói chuyện, nó gán như lắm mới làm được video này, nó đau cổ họng quá trời. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Hút xe giơ tay lên mà bye bye các bạn nào. Oh, đéo, what the fuck, quay đây này.
Ok. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Thôi mình sẽ thoát ra. Bye bye.